chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2022, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức hội nghị khoa học, tranh luận và xu hướng mới trong nhạc khoa đương đại, thu hút hơn 1.200 đại biểu đến từ các bệnh viện chuyên khoa, cơ sở đào tạo và các chuyên gia đầu ngành tham dự. Hội nghị lần này tập trung thảo luận những xu hướng mới của thế giới trong nhạc khoa đương đại, đồng thời trình bày những vấn đề đang còn tranh luận trên cơ sở thực tiễn lâm sàng, đặc biệt trong các lĩnh vực implant, nội nha, chỉnh nha, nha chu và nha khoa phục hồi. Đặc biệt, các chuyên gia đã đề cập đến hai hướng tiếp cận mới trong điều trị rối loạn khớp thái dương hàm là định vị loại cầu và liệu pháp hành vi. Hai cách tiếp cận mới này dường như đối lập nhưng lại bổ khuyết cho nhau trong điều trị loại bệnh lý thách thức này. Đây là cái hội thảo khoa học lần đầu tiên khoa răng mặt Văn Lang tổ chức, và hội thảo này gây một tiếng vang rất là lớn. Và đối với hội thảo viên thì tôi nghĩ rằng nó sẽ rất nhiều điều hữu ích với các hội thảo viên, những đề tài rất là lý thú. Hội nghị khoa học lần này còn có sự tham gia báo cáo của giáo sư Paolo Marlo, chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực implant. Ông là người khai sinh ra phương pháp All-on-4, phát minh đột phá của hãng implant hàng đầu thế giới Nobel Biocare Mỹ, giúp phục hồi chức năng và mang lại thẩm mỹ cho bệnh nhân mất răng toàn hàm. Ông cũng là giáo sư giảng dạy tại nhiều trường đại học lớn trên thế giới, sở hữu nhiều bằng sáng chế và hơn 60 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín.